anh em đến nghe anh em. Anh em, chào tất cả anh em đến với kênh video Quang Thái Gia Lai. Hôm nay Quang Thái mới về lô hàng đục 30 ly anh em. Cái này nó có thương hiệu là Classic nha anh em. Mẫu của nó là CLA077 anh em. Đục 30 ly anh em ơi. Đấy, giờ Quang Thái cũng mới về thôi, Quang Thái quay clip để giới thiệu với anh em xem biết về sản phẩm này luôn anh em ha. Giờ chúng ta khám phá bên trong anh em ha. Anh em thấy không ạ? Một mũi băng này nha. Một mũi nhọn này anh em. Đây, một mũi băng, một mũi nhọn nha. Đây. Một hướng dẫn sử dụng anh em. Một cặp thang ha. Có dao dặn ha. Lục giác 4, lục giác 5 ha. Cái bình đỡ mình đựng nhớt mà ha. Phiếu bảo hành, chính hãng công ty ha. Đây anh em, chính hãng công ty nha. Đấy. Cái này bảo hành 6 tháng anh em ơi. Bảo hành 6 tháng nha. Rồi, con máy là chúng ta đây anh em ơi. Máy 30 ly này anh em. Wow, cái nặng ha. 1.300W anh em. Đây thương hiệu Classic ha. Classic model của nó là CLA077 ha. 1.300W, bảo hành 6 tháng nha anh em. Rồi. Thì mới về lô hàng này sẽ giới thiệu với anh em luôn. Rồi đỡ qua thấy test cho anh em xem luôn ha. Rồi, gián đoạn clip lại xíu nha anh em, đỡ game điện rồi anh em ơi. Rồi anh em. Đây nói sơ sơ đi qua một xíu anh em ha. Cái này là mình cái chỗ mình đổ nhớt vô ha, đổ nhớt là đỡ nuôi bê tông anh em. Cái này nó tặng theo một khó là mình nhớ dặn ra thanh trừng nha anh em, thanh trừng nhớt còn hay không nha anh em, mở ra đổ nhớt vô, nhớt 4 thùy anh em, nhớt của động cơ 4 thùy anh em, nhớt động cơ của Honda mình rồi đó, đổ vô nhớt bình thường thôi ha. Đây rô rất là lớn nha anh em. Đấy. Đây cầm rất sạch sẽ ha, 36 tháng anh em ơi. Rồi. Mở ra nha anh em, nó có cái khóa này tặng theo này anh em, cái khóa đồ người tặng theo đó anh em, mở ra ha. Rồi đổ nhớt máy vô đây anh em, nhớt của động cơ xe mình 4 thùy anh em, trong này động có ít rồi. Rồi xiết lại ha. Rồi sẽ lấy mũi chơi luôn anh em ha. Tốt như vậy anh em. Rồi xây lại. Rồi chuyển rồi anh em. Khám điện chơi luôn ha. Khám điện test luôn anh em ơi. Anh em test nghe anh em. Nó đông gì này anh em. Nó đông gì này. Kết thúc video, chào anh em ha. Rồi, anh em có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình anh em ha. Đây anh em, hàng mới về đây anh em. Đó, hành 6 tháng ha. Cửa hàng Quang Thái là ở 189 Lê Duẩn, phường Phú Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai, Việt Nam anh em ha. Rồi, xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip gần nhất.